Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018 đang đến gần, sáng ngày 12 tháng 2, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã đến thăm tặng quà chúc Tết các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến thăm 10 gia đình là các thương binh, bệnh binh, mẹ liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại phường Phương Nam, Phương Đông, Thanh Sơn, Yên Thanh, Bắc Sơn, Quang Trung và xã Thượng Yên Công. Tại các gia đình, đại diện đơn vị đã tặng 10 suất quà trị giá 700.000 đồng một suất. Trong mỗi suất quà gồm một cặp bánh trưng mang đậm không khí ngày Tết do chính các cán bộ chiến sĩ đơn vị trực tiếp làm ra. Chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách và người có công với cách mạng là việc làm thường xuyên đã thành truyền thống của cán bộ chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự thành phố, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về. Qua đó thể hiện sâu sắc tình cảm và trách nhiệm của bộ đội Cụ Hồ trong phong trào đền ơn đáp nghĩa tương thân tương ái.